Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thành phố Thanh Hóa. Mở đầu chương trình hôm nay là phần tin thời sự. Mục nhịp sống đô thị phản ánh công tác của các nhà trường linh hoạt các phương án dạy và học trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và ghi nhận vai trò của phụ nữ thành phố trong các phong trào thi đua. Trong tuần trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Sau đây là những tin tức đáng chú ý. Sáng ngày 9 tháng 3, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và đoàn công tác thành phố đã có buổi làm việc với lãnh đạo phường Ba Đình về thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ 16, nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch xây dựng phường Ba Đình trở thành đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của phường trong năm 2022. Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Ba Đình đã kiến nghị, đề xuất những tồn tại trong thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá, phương án cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu dẫn đầu toàn thành phố về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, văn minh thương mại, an toàn thực phẩm, chất lượng giáo dục trong các nhà trường, thu ngân sách hàng năm và xóa nghèo bền vững. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, yêu cầu phường Ba Đình đặt ra mục tiêu rõ ràng cùng lộ trình cụ thể để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và sớm xây dựng phường Ba Đình trở thành đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2022 dành cho đối tượng là đoàn viên ưu tú tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Các học viên đã được tiếp thu và thảo luận các chuyên đề như khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, học viên còn được tham gia các hoạt động tham gia thực tế do ban tổ chức lớp tổ chức và viết bài thu hoạch. Thông qua khóa học đã nâng cao về nhận thức lý luận chính trị về vai trò trách nhiệm của bản thân học viên trong quá trình phấn đấu, theo đuổi mục tiêu, lý tưởng và cống hiến sức trẻ cho Đảng. Phường Đông Vệ phối hợp với tập đoàn Sun Group vùng thủ đô và trung tâm thể thao Sun Sport Complex tổ chức phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022, trồng 50 cây ban tín dọc vỉa hè tuyến đường Lê Dụ Tông. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 trên cả nước theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trồng 252.000 cây xanh trong năm 2022 theo kế hoạch của thành phố Thanh Hóa nhằm tiếp tục nâng cao độ che phủ rừng và phát triển kinh tế xã hội, góp phần giảm nhẹ hậu quả thiên tai, xoa đói giảm nghèo, đảm bảo cảnh quan đô thị. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các trường học trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Thanh Hóa nói riêng đã và đang tích cực chủ động duy trì hai phương án dạy học trực tuyến và học trực tiếp. Các phương án dạy và học được áp dụng linh hoạt tùy vào tình hình cụ thể của từng lớp, từng trường, từng địa phương. Với sự nỗ lực cao nhất nhằm đảm bảo chất lượng học tập, mục tiêu năm học cũng như an toàn cho học sinh, giáo viên khi đến trường. Tại nhiều trường trung học cơ sở, tính đến thời điểm này, đã có tới hàng chục giáo viên và hàng trăm học sinh nhiễm COVID-19. Theo đó, các nhà trường đã buộc phải cho các lớp có nhiều học sinh bị F0 tạm dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. Đối với các lớp chỉ có một vài học sinh nhiễm COVID-19, giáo viên bộ môn sẽ dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến. Chúng tôi đã phải tìm tòi rất là nhiều các cái nguồn trên mạng, trên YouTube và cũng được sự hướng dẫn của ban giám hiệu. Bản thân chúng tôi cũng đã thay đổi giáo án, thay đổi phương pháp dạy để thích hợp cho cái việc là vừa dạy trực tiếp trên lớp, mà vừa thu hút, vừa tạo ra hứng thú học tập đối với những em F0, F1 đang bị cách ly tại nhà. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các nhà trường đã áp dụng linh hoạt tất cả các phương án dạy và học, đảm bảo tiến độ chương trình ở tất cả các khối lớp. Tuy nhiên, hiện số giáo viên nhiễm COVID-19 nhiều dẫn đến việc thiếu giáo viên trầm trọng. Giáo viên gặp rất nhiều khó khăn khi vừa phải dạy thêm tiết, thêm lớp thay cho những giáo viên hiện đang nghỉ do nhiễm COVID-19. Đối với những
cô giáo dạy kết hợp trực tuyến với trực tiếp thì ưu tiên các cái phòng học đã có các cái trang thiết bị đủ để số học sinh trên lớp theo dõi được bài và những cái số học sinh ở nhà học trực tuyến để các em cũng tham gia được để tiếp thu bài học. Thực tế, trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, tất cả các trường học trên địa bàn thành phố đã và đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời áp dụng linh hoạt các phương án dạy học. Bên cạnh đó, điều chỉnh tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng tập trung dạy và học nội dung cốt lõi các môn học nhằm bảo đảm chất lượng học tập cũng như mục tiêu nhiệm vụ năm học. Thưa quý vị và các bạn, bằng những công trình mô hình cụ thể, thiết thực và những kết quả nổi bật, phụ nữ thành phố Thanh Hóa đã và đang là nhân tố tích cực trong việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần xây dựng thành phố Thanh Hóa ngày càng văn minh và hiện đại. Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 và kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thanh Hóa đã phát động công trình biến rác thải thành tiền tại 34 hội cơ sở. Hội viên phụ nữ đã thu gom rác thải phế liệu có thể tái chế, bán thu được với số tiền gần 200 triệu đồng để góp một phần kinh phí thực hiện chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương, tặng 843 suất quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 286 triệu đồng. Đối với chương trình Mẹ Đỡ Đầu, các cấp hội phụ nữ thành phố đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các chi hội phụ nữ nhận đỡ đầu 36 trẻ mồ côi, hỗ trợ học phí, đồ dùng học tập, cùng với người thân thường xuyên theo dõi, giáo dục, giúp đỡ các cháu trong cuộc sống hàng ngày. Công trình đường hoa, đường tranh, cột điện nở hoa đã vận động trồng mới, trang trí các tuyến đường hoa, đường tranh, cột điện nở hoa với tổng chiều dài 32,5 km, tổng trị giá là 1,2 tỷ đồng. Các hội cơ sở đã xây dựng được 36 tủ đựng áo dài truyền thống, tiếp nhận được trên 2.700 bộ áo dài. Với phương châm, ai cần thì lấy, ai có thì tặng, tủ áo dài truyền thống ở các phường xã hoạt động trên tinh thần kêu gọi, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn ủng hộ thông qua việc dành tặng những chiếc áo dài còn sử dụng được cho tủ áo. Toàn bộ áo dài nhận được, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường xã bảo quản, giữ gìn và đã trao tặng gần 1.400 bộ cho chị em nghèo, khó khăn để mặc trong dịp Tết Nhâm Dần, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc. Trong năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ 34 phường xã trên địa bàn thành phố đã tổ chức ra mắt được 67 tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường, trồng mới được trên 3.000 mét đường hoa và trên 1.500 chậu hoa tại các chi hội phố thôn. Để xây dựng thành công mô hình, tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường gắn với việc thực hiện cuộc vận động, người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện. Phường Đông Thọ đã thực hiện hai cái tuyến đường kiểu mẫu. Đấy là tuyến đường Việt Bắc và tuyến đường Đội Cung có chiều dài là 1,5 km. Cùng song song như thế thì chúng tôi cũng đã thực hiện mô hình thùng rác xanh trên các cái đoạn đường tuyến đường kiểu mẫu đấy. Và tiến tới thì chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện đồng loạt các tuyến đường trên toàn phường Đông Thọ. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, năm 2021, các cấp hội phụ nữ thành phố vận động tốt các nguồn lực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vận động quyên góp ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ cho các khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh, vận động các nhà hảo tâm và các doanh nhân nữ nấu hơn 4.500 suất cơm, tặng cho các khu cách ly y tế và các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện. Phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian tới, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thanh Hóa tiếp tục đổi mới nội dung và cách thức thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Thanh Hóa. Chuyên mục truyền hình thành phố hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.